Đây là hình ảnh mô hình, hình ảnh hai cái cuốn sách gần đây nhất. Đây là cuốn sách năm 2021 của Tổ chức Y tế Thế giới về cái phân loại mô hình học cho các cái tạng ở trong lồng ngực, trong đó có phổi. Trước khi đi vào
cái phần chẩn đoán thì chắc là tôi cũng sẽ lướt qua một chút, cái này thì nhắc lại rồi ai cũng biết rồi. Về các cái tích mô bệnh học thì thực ra cái chẩn đoán mô bệnh học là một cái chẩn đoán bắt buộc và không thể thay thế được. Một trong những cái nhiệm vụ chẩn đoán mô bệnh học là chúng ta xác định các cái tích ung thư phổi. Tuy nhiên là cái theo thời gian thì cái tỷ lệ các cái tích mô bệnh học này nó thay đổi rất là nhiều. Vào những năm 2004 thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ ung thư biểu mô vẩy nó còn chiếm một cái tỷ trọng khá lớn, nhưng mà đến năm 2012, tức là năm chuẩn bị xuất bản cái cuốn phân loại năm 2015 đấy, tức là năm 2011 thì người ta đã xong cái cuốn đó rồi, và năm 2012 thì tất cả các nghiên cứu về phổi ở trên thế giới bắt đầu theo cái phân loại 2015 mà Tổ chức Y tế Thế giới công bố, thì cái tỷ lệ các cái tiếp mô bệnh học nó cũng thay đổi rất nhiều, đặc biệt là cái tỷ lệ ung thư tuyến của phổi nó tăng lên rất cao. Tôi cũng không rõ tí nữa thì thạc sĩ Sơ Lan sẽ cho biết là ở bệnh viện phổi Phạm Thạch là bao nhiêu. Tôi thì làm ở bệnh viện phổi Trung ương thì thấy rằng là cái tỷ lệ này bây giờ nó tăng không phải là 60, 50, 60 mà nó trên 60% rồi. Về cái thời gian sống thêm thì thời gian sống thêm của ung thư phổi là không nhiều, không cao, cái tỷ lệ sống 5 năm là thấp. Tuy nhiên là nó cũng giống như mọi cái ung thư khác, cái thời gian sống thêm này nó phụ thuộc vào chủ yếu là vào giai đoạn bệnh rồi đến các cái tích mô nhỏ. Và đối với những cái ung thư biểu mô tuyến không nhỏ thì đối với cái ung thư biểu mô tuyến xâm nhập tối thiểu thì cái thời gian sống thêm có thể 5 năm đến 98%. Còn đối với những cái ung thư phổi không tế bào nhỏ thì tùy thuộc vào giai đoạn mà cái tỷ lệ sống thêm sẽ giảm đến khoảng 10%. Còn đối với những ung thư biểu mô tế bào nhỏ thì ở giai đoạn giới hạn hoặc giai đoạn hạn chế thì cái thời gian sống thêm chỉ khoảng 28%, nhưng nếu mà giai đoạn lan rộng thì chỉ khoảng vài phần trăm thôi. Một trong những nguyên nhân và một cái khuyến khích của Tổ chức Y tế Thế giới trong cái phân loại mới đó là chúng ta tìm và xác định các cái đột biến gen ung thư phổi. Thì những cái đột biến gen ung thư phổi nó cũng giống như các cái đột biến gen khác, tức là đây là căn nguyên gây ung thư và nó bao gồm cả hai cái nhóm gen, đó là gen sinh ung thư và các cái gen áp chế ung thư. Bên cạnh những cái đó thì nó còn có những cái một số cái khác, ví dụ yếu tố tạo mạch, ví dụ như enzyme telomerase chẳng hạn. Đây là một số cái thống kê để chúng ta thấy được những cái khả năng mà đột biến có thể xảy ra đối với bệnh nhân ung thư phổi. Về thời gian nhân đối u và cái số năm biến đổi ác tính thì chúng ta thấy rằng là đối với cái ung thư biểu mô tuyến có cái thời gian nhân đối u rất là cao, rất là dài, và cái thời gian mà trung bình từ lúc bệnh nhân mắc bệnh cho đến lúc mà bệnh có thể gây tử vong cho người bệnh nó diễn ra vào khoảng 17-18 năm. Ngược lại thì cái ung thư biểu mô tế bào nhỏ có cái thời gian rất là thấp. Về xếp độ mô học đối với các cái ung thư phổi thì chúng ta nó có nhiều khách. Thực ra thì hiện nay người ta quan tâm nhiều đến cái ung thư biểu mô tuyến của phổi, thì có những cái cách phân chia và tính điểm dựa vào cái lần chồi u, dựa vào các cái ổ, kích thước của cái ổ u và cái điểm tổng hợp, thì chúng ta có thể đưa ra được cái dự đoán. Đây là một cái yếu tố tiên lượng và chúng ta có quyền dự đoán dựa trên các cái điểm này, nó có tính khách quan. Và đối với cái ung thư biểu mô tuyến của phổi thì chúng ta có thể xếp theo cái độ mô học như thế này: độ 1, độ 2, độ 3, từ độ biệt hóa cao người đó tốt ấy, cho đến độ kém biệt hóa. Thì đối với cái độ 1 thì tiêu chuẩn của nó là cái tip gadolinium là thành phần nổi trội, độ 2 thì là tip trùng năng nổi trội, và độ 3 là tip đặc hoặc là tin nhũ nổi trội. Về phân loại mô bệnh học thì phân loại mô bệnh học là một trong những cái phân loại mà bắt buộc chúng ta tiến hành trước khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi. Cũng giống như mọi ung thư khác thì hầu hết Tổ chức Y tế Thế giới đều có một cái mong muốn là làm thế nào đó để tập hợp được sức mạnh của toàn cầu, mọi người đều hiểu chung và có thể đưa ra được các cái giải pháp để dự phòng, chẩn đoán, điều trị, phát hiện, điều trị sớm các cái ung thư, trong đó ung thư phổi.
Thì riêng đối với cái ung thư phổi thì chúng ta biết là có khá nhiều các cái phân loại mô bệnh học khác nhau, không kể những phân loại mang tính cá nhân được công bố. Riêng Tổ chức Y tế Thế giới thì có các cái bản phân loại từ năm 67, 81, 1999 và 2004, 2014 hay là 2015 và 2021. Lý do mà có rất nhiều các cái phân loại mô bệnh học như vậy là tại sao? Thì người ta cho rằng thứ nhất, một là cái phân loại mô bệnh học là rất quan trọng và không thể thay thế. Có một câu nói rất hay, đó là cái chẩn đoán mô bệnh học là đơn thuốc của bạn. Điều ấy nói rằng là cái điều trị nó không thể hiệu quả nếu mà không đưa ra được một cái chẩn đoán mô bệnh học chính xác, cũng giống như một cái bệnh mà không có một đơn thuốc phù hợp. Thứ hai là các cái khối u phổi là rất không đồng nhất, kể cả về mặt bệnh học, về mặt phân tử, về mặt lâm sàng, X-quang. Đặc biệt là chúng ta phát hiện được các cái đột biến EGFR ở các bệnh nhân, và những cái đột biến này có thuốc dành cho cái đáp ứng điều trị. Thứ ba, đó là tính không đồng nhất về mô học là căn bản. Cái này thì chúng ta trên các cái bệnh nhân ở giai đoạn trẻ mà chúng ta không mổ được và chúng ta thực hiện cái chẩn đoán qua các cái sinh thiết kim, thì cái điều này rất rõ về cái tính mô học không đồng nhất. Và một lát nữa thì trong cái phần sau trình bày về chẩn đoán trên các mảnh sinh thiết đỏ, tôi sẽ đề cập lại vấn đề này. Thứ tư là các nghiên cứu về bệnh học của phóng xạ cũng cho thấy sự khác biệt rất lớn về tiên lượng bệnh của các cái thứ tiếp, đặc biệt là ung thư biểu mô tuyến. Trong các cái thứ tiếp của ung thư biểu mô tuyến, các bạn biết là trong phân loại 24 trở về trước thì chúng ta có một cái tiếp tiểu phế quản phế nang. Trong cái tiếp tiểu phế quản phế nang như vậy thì chia ra làm ba cái thứ tiếp nhỏ, đó là không nhầy, chế nhầy và hỗn hợp chế nhầy và không chế nhầy. Nhưng nhìn chung thì chúng ta quan niệm rằng cái tiếp ung thư tiểu phế quản phế nang là cái tiếp ung thư có tiên lượng cực tốt. Và cái thời gian sống thêm trung bình có thể đạt tới khoảng 8 năm. Thế nhưng mà những cái nghiên cứu về sau này, đặc biệt là bắt đầu từ năm 2010 cho đến 2011, người ta thấy rằng nếu tách bạch ra, người ta thấy rằng là đây là một cái thứ tiếp mà nó không rõ ràng gì, và thực sự nó chỉ có tiên lượng tốt đối với cái tiếp ung thư tiểu phế quản phế nang không chế nhầy. Còn lại đối với cái tiếp chế nhầy thì cái tiên lượng nó xấu, tương ứng với cái ung thư biểu mô nhầy xâm lấn. Và vì thế cho nên những phân loại sau này thì cái tiếp này đã bị xóa sổ. Thứ hai là trong cái phân loại mới chúng ta thấy có thêm những cái thứ tiếp, ví dụ như tiếp vi nhú, đó là những cái thứ tiếp mà chưa hiện diện ở trong các cái bản phân loại trước từ năm 2004 đổi về trước. Là vì người ta thấy rằng là đối với cái ung thư phổi mà tiếp vi nhú thì có cái tiên lượng rất là xấu. Đấy. Và đấy là được coi như là một yếu tố tiên lượng độc lập. Cũng theo các cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 2004 đổi về trước thì trong ung thư biểu mô tuyến chúng ta có một cái thứ tiếp gọi là mix hỗn hợp. Thì người ta nhận thấy rằng thế này, đối với những cái ung thư phổi ở ngoại tuyến, phổi ở ngoại vi với cái kích thước đường kính u khoảng dưới 2 cm thường là một mẫu duy nhất. Thế nhưng mà nếu các cái u tuyến đấy mà có kích thước lớn hơn 2 cm thì nó không còn là một mẫu duy nhất nữa. Và như vậy thì khi mà chúng ta phát hiện được các cái ung thư biểu mô tuyến thì thường kích thước nó đã lớn hơn 2 cm, và như vậy đương nhiên thì cái mẫu mô học của nó là một cái mẫu hỗn hợp. Và vì thế cho nên là nếu với những cái ung thư phổi mà kích thước hơn 2 cm không cần mô học, chúng ta cũng có thể xác định được đấy là ung thư tuyến tiếp hỗn hợp, và điều đó là vô lý. Và như vậy thì cái thành phần này, cái tiếp này cũng bị xóa bỏ khỏi các cái phân loại từ năm 2015 cho đến 2021. Điểm thứ 6 đó là chúng ta thừa nhận một thực tế rằng mặc dù là từ thập niên 30 của thế kỷ trước, cái Viện Sức khỏe Hoa Kỳ đã đưa ra rất nhiều các cái giải pháp và những cái câu hỏi để làm thế nào có thể phát hiện sớm được ung thư phổi, làm thế nào để giảm bớt được cái lượng bệnh nhân mắc và làm thế nào để tăng được cái khả năng điều trị lên. Và chúng ta có rất nhiều các cái phương pháp, người ta đưa ra rất nhiều các cái phương pháp để nhằm phát hiện, ví dụ như sàng lọc bệnh nhân ung thư phổi bằng đờm, sàng lọc bằng X quang, vân vân, rất nhiều. Nhưng mà rõ ràng là cái hiệu quả nó không đáp ứng được yêu cầu, không đáp ứng được cái mong muốn. Bây giờ thì chúng ta có một cái phương pháp chụp CT liều thấp
cho các đối tượng nguy cơ cao để nhằm phát hiện sớm ung thư phổi, và điều đấy đã biết đang mang lại cái hiệu quả nhất định trong cái phát hiện sớm ung thư phổi. Tuy nhiên là như tôi trình bày ở phần đầu, cái tỷ lệ cao nhất cho đến bây giờ mà chúng ta phát hiện được ung thư phổi có thể mổ được nó chỉ vào khoảng 25% ở những nước tiên tiến, chứ không kể ở những nước mà đang phát triển. Thế thì cái gì đã hạn chế nó? Rõ ràng rằng là có rất nhiều thứ, nhưng mà đối với những bệnh nhân 70-75% những bệnh nhân mà ở giai đoạn không mổ được đấy, họ có cần được điều trị không? Họ rất cần, và họ cần được chẩn đoán đúng không? Rất cần. Và như vậy thì đặt ra chẩn đoán chính xác cho những trường hợp những bệnh nhân đấy là gì, thì hiện nay trong các cái phân loại từ 2-4 về trước, chúng ta ngấm ngầm hiểu rằng cái chẩn đoán cuối cùng chính xác vẫn là chẩn đoán bệnh phẩm sau mổ. Nhưng rõ ràng rất nhiều bệnh nhân như thế không có bệnh phẩm mổ thì không thể có chẩn đoán chính xác, và chỉ từ phân loại 2015 cho đến bây giờ thì người ta mới thừa nhận với nhau rằng là chúng ta có quyền chẩn đoán xác định cho các bệnh nhân ấy được điều trị theo cái kết luận ở trên các cái mạch kinh tế nhỏ hoặc là trên cái tiến độ tế bào. Các cái vấn đề tiếp theo mà chúng ta cũng nên nhận biết đó là chúng ta có thể trong cái chẩn đoán mới được đưa ra thì chúng ta có thể có những cái chẩn đoán ví dụ như ung thư tuyến tại chỗ, ung thư tuyến xâm nhập tối thiểu. Thì người ta khuyến cáo rằng là những cái chẩn đoán này thì không nên đưa ra ở trên cái chẩn đoán, hoặc là ví dụ như chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào lớn hoặc là ung thư đa hình thì không nên đưa ra ở trong cái chẩn đoán đối với các mảnh sinh thiết nhỏ hoặc tế bào hỏng. Hoặc là nếu trên cái mẫu sinh thiết nhỏ mà thấy toàn bộ mẫu phát triển là lepidic thì vẫn chỉ có thể chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến. Đó. Và ghi chú thêm rằng đây có thể là một cái ung thư tuyến tại chỗ, một cái ung thư tuyến xâm nhập tối thiểu, hoặc là một cái ung thư biểu mô tuyến tích lepidic. Đấy là cái rất là quan trọng để chúng ta lưu ý khi mà chúng ta đưa ra cái chẩn đoán ở trên các cái mạch sinh thiết nhỏ. Và trong những cái trường hợp này thì CT có vai trò quan trọng. Trong cái phân loại từ 2015 cho đến 2021 thì chúng ta thấy là một trong những yêu cầu chẩn đoán của một số tip là các cái thông tin về chẩn đoán hình ảnh, trong đó có cái thông tin chẩn đoán hình ảnh cho các cái tip ung thư tuyến tại chỗ và ung thư tuyến xâm nhập tối thiểu. Thì đối với những cái u ở trên CT mà có kích thước dưới 3 cm thì có thể là một cái ung thư tuyến tại chỗ, và nếu mà đối với cái nốt tròn có thành phần dưới 0.5 cm thì có thể là ung thư biểu mô tuyến, ung thư tuyến xâm nhập tối thiểu. Và trong trường hợp thì với những cái mẫu có cấu trúc mô học là đẹp kính nổi trội thì tên gọi cho cái ung thư này là ung thư tuyến nhảy xâm nhập. Và nếu trên sinh tiết nhỏ thấy ung thư tuyến nhảy có mẫu đẹp kính thuần khiết và u có đường kính dưới 3 cm trên đường kính CT thì có thể chẩn đoán là ung thư biểu mô tuyến nhảy với cái mẫu cấu trúc đẹp kính. Các vấn đề tiếp theo mà chúng ta cần quan tâm đó là trước đây thì từ năm 81 trở về trước thì các cái chẩn đoán ung thư phổi chủ yếu dựa trên các mảnh cắt nhuộm HE. Đến năm 99 thì có đưa thêm vào cái chẩn đoán hormone miễn dịch. Và các cái nhuộm đặc biệt ví dụ như là nhuộm hormone, nhuộm chất nhầy bằng periodic acid sheet hoặc là music cam anh thì đã được khuyến cáo từ năm 1967-1981. Và trong cái phân loại năm 99 thì hormone miễn dịch được sử dụng cho cái nhóm ung thư thần kinh tế bào lớn, rồi nhóm dạng sarcom và phân biệt để dùng để chẩn đoán phân biệt, đặc biệt là với các cái ung thư biểu mô ác tính và các cái di căn ung thư biểu mô khác tế bào. Thì trong phân loại năm 2004 thì cái nhóm hormone miễn dịch vẫn được sử dụng cho ba cái nhóm u giống như là trong năm 99, nhưng mà đã mở rộng cái việc dùng hormone miễn dịch cho các cái tuyến khác. Và cái lý do đề cập đến một vài nhóm cần nhuộm đặc biệt trong phân loại của u năm 99 và 24 là mong muốn cái tiêu chí ban đầu của cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới là người ta mong muốn là tất cả các kỹ thuật áp dụng trong cái phân loại này
phải là những cái kỹ thuật mà nước giàu làm được, nước nghèo cũng làm được. Và vì thế trong cái khuyến cáo của họ thì nó có gợi ý là nên chỉ sử dụng vào trong những cái trường hợp cần thiết. Tôi thống kê về các cái yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về bệnh phẩm đối với các sinh thiết bột thì phân loại 567 chúng ta chỉ cần phương pháp nhuộm HTE là đủ. Đến 581 thì chúng ta thêm phương pháp nhuộm hóa mô là nhuộm mucin chất nhầy. Nhuộm này thì để nhằm phân biệt đối với những cái trường hợp ung thư biểu tuyến. Đến 599 thì chúng ta thêm hóa mô miễn dịch. Đến 524 chúng ta thêm gen học. Và 2014-2021 thì nó đòi hỏi có nhuộm HE, có nhuộm chất nhầy, hóa mô miễn dịch, gen học và chẩn đoán hình ảnh. Trong đó phân loại 2021 có khác biệt một chút so với phân loại 2014. Đó là cái vai trò nhấn mạnh cái vai trò của ở trong phân loại 2014 vẫn nhấn mạnh vai trò nhiều hơn về vai trò của hormone miễn dịch đối với chẩn đoán ung thư phổi. Nhưng sang 2021 thì cái vai trò chẩn đoán gen học thì được đề cập quan trọng hơn và chú trọng hơn nhiều so với cái phân loại 2015. Về bệnh phẩm thì đối với cái này tôi biết thiếu ạ, đối với cái phân loại năm 2014 và 2021 thì yêu cầu về bệnh phẩm có thể là bệnh phẩm phẫu thuật, có thể là bệnh phẩm sinh thiết nhỏ, có thể là mẫu tế bào học ở các cái dịch quanh cơ thể. Vậy cái phân loại năm 2021 có những điểm gì mới thì người ta tôi tóm tắt một số điểm là tức là các cái nguyên tắc chẩn đoán đó, vẫn là sử dụng hình thái học như các cái phân loại trước. Cái thứ hai là nó cũng được hỗ trợ bởi các cái xét nghiệm hóa mô miễn dịch và hoặc là bệnh học phân tử. Thứ hai là trong phân loại 2015 thì người ta chú trọng đặc biệt đến cái vai trò của chẩn đoán của hóa mô miễn dịch với cái mục đích là nhằm chẩn đoán xác định hoặc là chẩn đoán phân biệt với các cái ung thư khác. Và trong phân loại 2021 thì tôi nhắc lại là nó vẫn đề cập đến cái vai trò của hormone miễn dịch nhưng cái nhấn mạnh hơn lại nằm ở chỗ là các cái xét nghiệm đột biến các cái gen của ung thư phổi. Trong cái phân loại năm 2021 thì có hẳn một chương mà hôm nay tôi trình bày với các quý vị đồng nghiệp, đó là cái chẩn đoán trên các cái mảnh sinh thiết nhỏ. Đấy. Và người ta khuyến nghị mình ghi tỷ lệ phần trăm của các cái mẫu mô học trong ung thư biểu mô tuyến. Đấy. Cái việc này nó giúp cho chúng ta có thể đưa ra được một cái xác định độ mô học đối với các cái tổn thương ung thư phổi và nó phù hợp với cái phân loại trên em 8. Cái phân loại năm 2021 thì khác với cái phân loại 2015 ở chỗ là có một cái mục, một cái phần ghi nhận cái sự lây lan qua không gian và cái đặc điểm này là có ý nghĩa tiên lượng. Nó chuyển cái ung thư biểu mô lympho vào nhóm ung thư biểu mô vật và nó cập nhật các cái khái niệm được cải tiến trong phân loại ung thư thần kinh nội tiết của phổi. Các cái u tuyến phế quản, u nhú nhung mao chứa nhầy như một tích mới trong phân nhóm u tuyến. Và có một cái nhóm mới đó là nhóm u không biệt hóa chứa mắt da bố ở lồng ngực. Và người ta cũng đưa vào tất cả các cái tiêu chuẩn chẩn đoán cần thiết và mong muốn cho mỗi một cái khối u. Thì cái phần này tôi sẽ trình bày ở ngay phía sau, cái tiêu chuẩn mong muốn. Cái điểm tiếp theo nhấn mạnh ở trong phân loại 2021 là gì? Một là cái mô vẫn giữ một cái vai trò quan trọng trong kỷ nguyên của các liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch vì nó xác định được cái nhóm người bệnh có cơ hội được hưởng lợi nhiều nhất từ các cái phương pháp tiếp cận mới. Chúng ta cũng biết rằng là cái chẩn đoán hiện nay cho đến giờ này thì bên cạnh cái chẩn đoán xâm lấn sinh thiết có thể là sinh thiết xuyên thành ngực, xuyên bách phế quản, thậm chí là sinh thiết phổi mở để nhằm đạt được cái chẩn đoán cuối cùng là cái chẩn đoán mô miễn học. Và chúng ta bên cạnh cái đó thì chúng ta còn có một cái phương pháp chẩn đoán không xâm lấn, đó là chẩn đoán liquid biopsy.
chẩn đoán qua máu và huyết tương. Tuy nhiên là cho đến giờ phút này thì cách đây khoảng 5 năm về trước, người ta hy vọng rằng sau 2 năm thì cái phương pháp này có thể thay thế dần cái lipid bệnh đi, thay thế dần cái sinh tiết xâm lấn của phổi. Nhưng mà 5 năm trôi qua rồi thì hiện nay người ta vẫn chưa thừa nhận cái sinh tiết lọc được coi là cái phương pháp chẩn đoán đối với ung thư phổi, mà chủ yếu là thực hiện để chúng ta đánh giá cái tiến triển của điều trị là chính. Thế thì đối với cái mô mà đóng vai trò quan trọng như thế thì nó có một cái yêu cầu, đó là người ta coi đây là một cái tài nguyên mà bệnh nhân ung thư phổi do cái tình trạng ở giai đoạn muộn, sức khỏe yếu và cái việc tiếp cận nó khó khăn, và vì thế cho nên là để tiết kiệm mô, bởi vì những cái bệnh nhân này ngoài cái chẩn đoán HE chúng ta còn có thể phải chẩn đoán bằng các phương pháp hóa mô hoặc hóa mô miễn dịch rồi làm sinh học phân tử. Và vì thế cho nên cái lượng mô phải là lượng được tối tiết kiệm đến mức tối đa. Cái tiết kiệm tối đa này thì ở chỗ tôi coi, tôi luôn luôn nói với các bạn ở trong khoa đó là một cái tài nguyên hiếm và chúng ta phải hết sức gọi là tiết kiệm từ cái khâu đặt cái mặt phẳng để chúng ta tiết kiệm, chúng ta cắt phá ít thôi. Đấy, và ở trên thế giới thì người ta khuyến cáo là chúng ta có thể sử dụng nhuộm hóa mô miễn dịch lồng ghép vào để tiết kiệm mô. Thí dụ như là chúng ta nhuộm TGF1 với P40 để chúng ta phân biệt cái tuyến và cái vẩy ở phổi, thì chúng ta có thể nhuộm trên cùng một nam với hai cái marker này với hai cái chỉ thị màu khác nhau, một cái màu đỏ và một cái màu nâu, hoặc là chúng ta phối hợp một cái chỉ bắt màu màu tương và một cái bắt đầu nguyên nhân, ví dụ như CK7 và TTF1 thì CK7 chỉ bắt màu bảo tương mà không bắt màu nguyên nhân, và ngược lại. Thì như vậy trong một lần nhuộm chúng ta tiết kiệm được một lắc, và như thế thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Cái thứ hai là sự không đồng nhất về mô bệnh học và phân tử là một hiện tượng phổ biến gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phát hiện các đột biến cũng như dự đoán độ nhạy thuốc của các thuốc nhắm trúng đích. Chúng ta biết rằng là những cái khối u càng lớn thì cái tính đột biến nó càng cao, và cái đột biến này là không đồng nhất, và vì thế cho nên là cái việc phụ thuộc cái chẩn đoán nó phụ thuộc vào cái vùng mà chúng ta nhận được khi mà chúng ta, và cái điều đấy có thể nó sẽ không phản ánh xác thực cái bản chất đột biến của cái u đó. Sự không đồng nhất của các phản ứng và kết quả liên quan đến các đặc điểm phân tử cụ thể thì có lẽ là phản ánh cái tính không đồng nhất về mặt sinh học và có thể đã không được ghi lại ở trong các mẫu sinh tiết nhỏ hoặc là tế bào. Hơn 15 năm qua thì các thành công trong điều trị mang tính đột phá bao gồm các cái thuốc ức chế TKI hoặc là các cái với những cái ung có cái đột biến như ba, hoặc là các cái thuốc ức chế đối với các đột biến ALK1, BRAF và thì đây là các cái liệu pháp hiện nay, thì có thêm một cái liệu pháp điều trị miễn dịch nữa cho các cái bước 1 hoặc bước 2 đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và chúng ta cũng nên lưu ý rằng là việc tiếp cận của các loại thuốc liệu pháp miễn dịch thì phụ thuộc vào cái chẩn đoán song hành vào các cái dấu ấn miễn dịch cụ thể. Thì cái chẩn đoán song hành thì tôi nói thêm một tí, tức là nó gọn lại cái chẩn đoán song hành nghĩa là gì? Nghĩa là cái này, cái phương pháp, cái thuốc điều trị nào thì có cái phương pháp xét nghiệm tương ứng như vậy thì người ta gọi là xét nghiệm song hành. Và nếu thỏa mãn được cái điều kiện đấy thì bệnh nhân sẽ được sử dụng cái loại thuốc như vậy. Và cái đó nó cũng phục vụ cho một cái nhu cầu điều trị về miễn dịch. Có 70% trên 70% các cái ung thư phổi phát hiện ở giai đoạn không mổ được. Vì thế tôi nhắc lại thôi, cái chẩn đoán ở trên mảnh sinh tiết nhỏ hoặc là các cái biến đổi tế bào học là rất là quan trọng. Đấy. Và những cái bệnh nhân ấy cần được đánh giá chính xác, nhưng mà nó bị cản trở hay là nó gặp các cái trở ngại. Thứ nhất, một là cái tỷ lệ phân tích mô bệnh học chính xác dựa trên hình thái học đơn thuần là không cao. Đấy là cái khó khăn thứ nhất. Cái thứ hai nữa là độ chính xác của chẩn đoán thì nó phụ thuộc vào tích u, vị trí nguyên phát, và sau nhiều khi thì chúng ta không xác định được cái vị trí đấy. Và nó phụ thuộc cái thứ ba vào tính không đồng nhất của mô. Độ chính xác trong chẩn đoán
thì phụ thuộc vào mọi mẫu vị trí và tính u. Và vì thế dân độ chính xác chẩn đoán hình thái đặc thấp và các đặc điểm hình thái gây tin cậy trong ung thư biểu mô thiếu các cái đặc điểm hình thái tin cậy trong ung thư biểu mô tuyến. Thí dụ các hình thái tin cậy ở trong ung thư biểu mô tuyến có thể là trùng nang, có thể là nhũ, thì nó thiếu vắng, và như vậy thì cái hình thái học đơn thuần nó trở nên không tin cậy. Và các có một nhiều nghiên cứu thì người ta chỉ ra rằng là có 66% các trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ mà không có ghi chú gì thêm, đó chính là ung thư biểu mô tuyến. Và cũng người ta cũng thấy rằng là cần làm rõ các cái trạng thái dạng vậy, tức là qua muối. Cái này tôi sẽ trình bày ở ngay phần sau đây. Đây là một cái số nghiên cứu tổng kết trên các cái lượng dữ liệu lớn để thấy rằng là cái độ chính xác trong chẩn đoán của chúng ta. Thì các bạn cũng thấy rằng là chúng ta cũng không thể đạt cái độ chính xác tuyệt đối, thậm chí là 90% cũng không đạt được. Và chúng ta cũng có khoảng, có khi từ 20 đến 40% chúng ta sẽ đưa vào cái nhóm gọi là ung thư phổi không tế bào nhỏ và không có ghi chú gì thêm. Thế nhưng mà thực ra thì trong cái số này, nếu mà chúng ta phát hiện ra bằng các cái giải pháp khác thì chúng ta cũng có thể tìm được những cái ung thư phổi thiên về ung thư vậy hoặc là thiên về ung thư tuyến. Đấy. Và nếu tất cả nó không, nó chỉ còn khoảng 6% tất cả các trường hợp mà chúng ta không thể xác định được và chúng ta buộc phải chấp nhận cái thuật ngữ là ung thư phổi không tế bào nhỏ và không có ghi chú gì thêm. Và trong cái nhóm 6% ấy, nó có thể là phần một nửa là ung thư biểu mô tuyến, 1/3 là ung thư tế bào lớn, còn lại phần nhỏ là ung thư biểu mô vậy. Về thuật ngữ và các tiêu chí chẩn đoán ung thư phổi ở các cái mảnh tinh tiết nhỏ và tế bào học theo cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2021, thì thứ nhất, đối với tinh tiết nhỏ và tế bào học thì ung thư phổi không tế bào nhỏ nên được phân tích cụ thể hơn. Đấy. Chẳng hạn là ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô vẩy, bất cứ khi nào có thể. Có nghĩa là người ta khuyến cáo chúng ta không hài lòng với cái chẩn đoán một cách gọi là hời hợt là ung thư biểu mô không tế bào nhỏ. Đấy. Và như vậy người ta khuyến cáo mình là chẩn đoán kỹ, có thể đi được tiếp bất kể khi nào có thể đạt được. Cái thứ hai là cái thuật ngữ ung thư phổi không tế bào nhỏ của phổi thì không có ghi chú gì thêm thì càng sử dụng càng ít thì càng tốt. Đấy. Khi chẩn đoán trên chi tiết nhỏ hoặc là mẫu kết hợp cần kết hợp với những đặc biệt. Đấy. Cần làm rõ liệu chẩn đoán đó có thể dựa trên thường quy và đánh giá trên kinh thường quy đơn thuần hay không. Cái này đây là điểm mà cũng được lưu ý rõ hơn trong cái phân loại năm 2021. Chúng ta biết rằng là trong cái phân loại từ năm 99 cho đến bây giờ chúng ta vẫn có một cái chẩn đoán hóa mô miễn dịch, hóa mô miễn dịch. Đặc biệt là cái hóa mô miễn dịch được gọi là cái phương pháp nhuộm đặc biệt để nhằm chúng ta xác định thứ nhất một là nguồn gốc của cái mô u, thứ hai nữa là định tích. Thế nhưng mà cái lời khuyên là chúng ta cân nhắc rất kỹ, tức là xem xét rất kỹ và chúng ta không lạm dụng cái phương pháp nhuộm này để mà xác định các cái tích u. Hôm vừa rồi thì hội thảo của AstraZeneca về điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ ở giai đoạn tiến triển thì có một cái thuật ngữ mà các nhà lâm sàng ưa dùng, đó là ung thư biểu mô không phải tế bào vẩy. Đó là chỉ cái ung thư biểu mô, một cái nhóm ung thư biểu mô không tế bào lớn, ung thư biểu mô không phải tế bào nhỏ nhưng mà cũng không phải tế bào vẩy. Thì cái này đã xuất hiện ở trong cái chẩn đoán mô bệnh học, thì cái lời khuyên hay là gọi là cảnh báo rằng là đây là thuật ngữ của nhà lâm sàng không phải của nhà đầu bệnh, và giải nhà nào bệnh không sử dụng thuật ngữ này. Đó. Cái thứ năm đó là phân loại ung thư biểu mô tuyến được sử dụng thường quy hơn so với các phân tích mô học khác. Cái này nó do là cái tỷ lệ ung thư biểu mô tuyến nó nhiều quá, nó đến 60%. Cái thứ sáu là nếu có mẫu mô và mẫu tế bào thì nên chẩn đoán sau này. Đấy.
và đối chiếu với nhau để có cái chẩn đoán phù hợp nhất. Ở chỗ tôi tức bệnh viện Phổi Trung ương hoặc là chỗ anh Sơn Lan thì chắc chắn là những cái bệnh nhân này vừa nếu bệnh nhân có tràn dịch và bệnh nhân được sinh thiết thì thường là bệnh nhân dịch sẽ có trước, kết quả tế bào cũng có trước. Với cái này thì chúng ta cũng có lẽ là cũng không nên vội để trả lời ngay cái kết quả mà trên tế bào học, mà chúng ta nên đợi cái mô. Đấy, bởi vì là cái mô bây giờ thực hiện thì cũng chỉ khoảng 24 tiếng là có kết quả rồi. Và vì thế cho nên chúng ta sẽ cùng đối chiếu với nhau để chúng ta đưa ra một cái chẩn đoán chính xác nhất. Đây là lời khuyên trong cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới chứ không phải của cá nhân tôi. Cái thứ 8 là cái thứ 7 là các cái thuật ngữ về ung thư tuyến xâm nhập, ung thư tuyến tại chỗ và xâm nhập tối thiểu minimal ấy, thì không sử dụng đối với cái phân loại trong cái đối với cái chẩn đoán trên mẫu sinh thiết nhỏ hoặc tế bào học. Đấy. Cái thứ 8 là thuật ngữ ung thư biểu mô tế bào lớn thì không nên được sử dụng trong chẩn đoán ở các cái mảnh sinh thiết nhỏ và tế bào học, và hạn chế đối với các cái bệnh phẩm sinh thiết sau mổ, và chỉ đưa ra sau khi mà xem xét một cách kỹ lưỡng, đã loại trừ các cái tiếp cụ thể. Tức là thực ra trong tiêu chuẩn chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào lớn của phổi thì đây là một cái chẩn đoán loại trừ khi mà đây thuộc về nhóm ung thư không tế bào nhỏ nhưng không có bằng chứng của huyệt hoa vẩy, hoặc là không có bằng chứng của huyệt tuyến thì chúng ta sẽ xếp vào tế bào lớn. Và lời khuyên của người ta là không đưa ra cái chẩn đoán này trên các mảnh sinh thiết nhỏ hoặc là tế bào. Đấy là điểm thứ nhất. Hai là ngay cả hạn chế đưa ra khi mà chúng ta có trong tay bệnh và phẫu thuật, chúng ta chỉ có quyền đưa ra khi mà chúng ta đã xem xét kỹ lưỡng toàn bộ các cái bệnh phẩm sinh thiết sau phẫu thuật và không tìm ra các cái thứ nhíp nào khác thì chúng ta mới kết luận là tiếp tế bào lớn. Cái thứ 9 là trong sinh thiết đối các cái khối u có đặc điểm của sắc côn, ví dụ như là đa hình với các tế bào đa hình tăng sắc, tế bào khổng lồ hoặc là các cái spinal cell ấy, thì ban đầu chúng nên được phân loại liên quan đến ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô không tế bào nhỏ thiên về biểu mô tuyến, hoặc là ung thư biểu mô vẩy, hoặc là ung thư biểu mô không tế bào nhỏ thiên về ung thư biểu mô vẩy. Vì cái điều này có ảnh hưởng đến điều trị và giá trị bổ sung sự hiện diện của các tế bào khổng lồ và hình thoi tùy vào đặc điểm. Nếu không có đặc điểm như vậy thì thuật ngữ ung thư biểu mô không tế bào nhỏ, không có ghi chú gì thêm, sẽ được sử dụng với nhận xét là đặc điểm của sarcoma tối. Ngắn gọn là đối với các mảnh sinh thiết nhỏ và tế bào thì không có cái chẩn đoán là sarcoma. Và nếu như chúng ta phát hiện được các thành phần mà nó liên quan đến cái tiêu chí để chẩn đoán là sarcoma, ví dụ như tế bào khổng lồ, ví dụ tế bào hình thoi, ví dụ tính đa hình tăng sắc, thì chúng ta sẽ hướng nó tới một là tuyến, hai là vẩy, ba là cái không thể hướng được thì chúng ta xếp vào không có nghiên cứu gì thêm. Đấy. Cái thứ 10 là nhuộm hormone miễn dịch. Đấy, với các dấu ấn thần kinh nội tiết thì chỉ nên thực hiện trong các cái trường hợp nghi ngờ có hình thái thần kinh nội tiết. Thuật ngữ được sử dụng đối với các mảnh sinh thiết nhỏ và tế bào so với cái mẫu bệnh phẩm phẫu thuật của ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô vẩy thì về hình thái là nếu mà ung thư biểu mô vẩy hiện diện rõ ràng thì trên các cái mảnh sinh thiết nhỏ và trên cái sinh thiết sau phẫu thuật ấy đều xác định là vậy. Có nghĩa là cái hình thái này nó đơn giản lắm, có hai cái tiêu chí thôi: một là sự sừng hóa, hai là cầu nối giãn bạc. Nó rất đơn giản. Và nếu có trong cái hai cái tiêu chí đó thì cái tiêu chí sừng hóa là một cái tiêu chí rất quan trọng nhất, và nếu thỏa mãn cái đó chúng ta xếp vào vậy. Thứ hai là hình thái của biểu mô tuyến hiện diện rõ ràng. Thì cái hình thái của ung thư biểu mô tuyến mà hiện diện rõ ràng là những cái cấu trúc, ví dụ như là trùng nang, ví dụ như nhú, và có chế nhầy bởi tế bào u, đó là hình thái của tuyến. Và nếu như mà chúng ta thấy cái đó và chúng ta có thể liệt kê ra thì chúng ta có thể
xếp vào tư duy tái và chúng ta có thể xếp vào mấy cái nhóm như thế này. Đấy. Đối với cái trường hợp có ung thư biểu mô tuyến có hình thái ghép phiến, nếu đơn thuần đấy, thì chúng ta trong cái chẩn đoán của chúng ta thì chúng ta liệt kê đến cái chẩn đoán phân biệt và có thể thêm vào cái nhận xét về chưa loại trừ được cái thành phần dâm. Ở trên tương ứng như thế, ở trên mô nó có thể là ung thư biểu mô tuyến xâm lấn tối thiểu, ung thư biểu mô tuyến tại chỗ hoặc là ung thư biểu mô tuyến xâm lấn có thành phần nét kỳ định. Những cái này rất là quan trọng. Từ cái chúng ta đưa ra ở trên cái chẩn đoán sinh thiết nhỏ ở ung thư, ở trên cái bệnh phẩm toàn bộ của bệnh nhân, nó có thể không tương thích với nhau, có nhiều cái khả năng xảy ra mà không phù hợp với cái chẩn đoán ban đầu của chúng ta. Cái này thì các nhà lâm sàng, các nhà giải bệnh cũng nên làm rõ để các nhà lâm sàng chia sẻ cái này đối với chúng ta. Đối với cái ung thư biểu mô chế nhảy xâm nhập đấy, thì cũng giống như cái kia, chúng ta sẽ liệt kê ra. Và nếu mà chỉ có hình thái ghép phiến đơn thuần thì liệt kê thêm các cái chẩn đoán phân biệt. Thì tương ứng với cái chẩn đoán này trên mảnh chi tiết nhỏ thì chúng ta có cái chẩn đoán là ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu tuyến xâm tối thiểu hoặc tuyến tại chỗ hoặc là loại niêm mạc. Đối với cái ung thư biểu mô tuyến có hình thái dạng keo thì đây là cái thứ tiếp ung thư biểu mô tuyến dạng keo. Đối với cái ung thư biểu mô tuyến có hình thái tiếp bào thai thì nó cũng tương tự như vậy, ở trên mô nó không khác. Và đối với cái ung thư biểu mô tuyến có thành phần tiếp ruột thì nó cũng tương tự như vậy. Đối với những cái trường hợp mà hình thái tiếp bào vẩy nhưng mà không có biểu hiện, nó không rõ đấy, nhưng mà có nhuộm bổ trợ, đặc biệt là nếu mà chúng ta nhuộm máu mô cái thịt có P40 dương tính, thì chúng ta trong cái chẩn đoán ở cái mảnh bệnh phẩm sinh thiết nhỏ, chúng ta sẽ chẩn đoán là không nhỏ và liên quan hoặc là thiên về cái tiếp ung thư biểu mô vẩy. Thì tương ứng như vậy, đối với cái bệnh phẩm sinh thiết sau mổ có thể là ung thư biểu mô tế bào vẩy không từng hóa, có thể là toàn bộ khối u hoặc là một phần của khối u. Cái thứ hai nữa là hình thái biểu mô tuyến có hình thái không biểu hiện nhưng mà dùng hormone nhân tình có cái chẩn đoán hỗ trợ, đó là trường hợp TTF1 tương tính đấy, thì chúng ta ghi là ung thư biểu mô không tế bào nhỏ và thiên về ung thư biểu mô tuyến đấy. Thì trên mô sau mổ có thể là cái ung thư biểu mô tuyến. Mà cái chỗ này thì cũng lưu ý thêm một tí, tức là TTF1 là một cái dấu ấn mà nó khá đặc hiệu cho phổi. Cái tên ban đầu nguyên thủy của nó là yếu tố viên mãn nguyên tắc 1. Và vì thế đối với những cái trường hợp mà ung thư biểu mô tuyến trùng nang một cái nhú ở phổi thì chưa chắc đã loại trừ được ung thư tuyến giáp di căn. Mà vì cái ung thư tuyến giáp di căn thì TTF1 nó cũng dương tính và phổi cũng dương tính, nhưng mà chúng ta cũng lưu ý rằng là có khoảng 20% các cái trường hợp ung thư tuyến của phổi là âm tính với TTF1 chứ không phải là 100%. Và vì thế đối với trường hợp nghi ngờ là di căn thì chúng ta có thể nhuộm thêm cái TG tirocolumab để chúng ta phân biệt với ung thư tuyến giáp và loại trừ ung thư tuyến giáp di căn. Đối với cái trường hợp mà không có hình thái ung thư biểu mô tuyến hoặc vẩy, hoặc là thần kinh rõ ràng, nội tiết rõ ràng đấy, thì hoặc là không có cái biểu hiện ở nhuộm đặc biệt, tức là chẳng có gì rõ ràng cả, thì trong cái chẩn đoán ở mảnh tinh tiết nhỏ chúng ta là cái không nhỏ và không có ghi chú gì thêm. Thì trong trường hợp ấy, tất cả cái điều này phù hợp ở trên cái mảnh tinh tiết sau phẫu thuật, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ ghi là trường hợp ung thư biểu mô tế bào lớn. Đối với bệnh phẩm là tế bào nhỏ, tế bào lớn thần kinh nội tiết, tuyến vẩy và đa hình, thì đối với tế bào nhỏ thì ở trên sinh tiết nhỏ và hoặc là đối với mô sau phẫu thuật, cái này thì không có, thì thực tế là sau phẫu thuật chỉ có khi mà người ta mổ nhầm thôi, chứ còn cái này thì không có. Đấy, thì nó cũng tương ứng nhau. Ung thư biểu mô không nhỏ và có hình thái thần kinh nội tiết và dương tính với các dấu hiệu thần kinh nội tiết thì có thể là ung thư tế bào lớn thần kinh nội tiết. Đấy, đối với tế bào với chẩn đoán mảnh sinh tiết nhỏ, và đối với bệnh phẩm mổ đó là ung thư biểu mô lớn thần kinh nội tiết. Đối với hình thái tế bào vẩy và tuyến đều có thì ở trên các sinh tiết nhỏ, đấy,
đấy thì chúng ta chẩn đoán là ung thư biểu mô không nhỏ và không có ghi chú gì thêm. Có thể nhận xét thêm là ở trong cái kinh tiết đó có sự có mặt của cả thành phần tuyến và vẩy và có thể đại diện cho ung thư biểu mô tuyến vẩy. Nhưng mà cái này chỉ có thể chẩn đoán được ở trên các mảnh kinh tiết sau mổ bởi vì tiêu chí của nó là một trong hai thành phần tuyến và vẩy ít nhất phải chiếm trên 10% diện tích mô u. Cái thứ ba nữa là không có hình thái của tuyến và vẩy nhưng mà nhóm mô u thì thiên về các hình vẩy và tuyến giải rác. Thì chúng ta kết luận trên mảnh kinh tiết nhỏ sẽ là ung thư biểu mô không nhỏ, không ghi chú gì thêm và chỉ định nhóm mô u dịch và cách thiên tả kết quả thì đồng nhận xét rằng các cái đại diện cho ung thư biểu mô vẩy, biểu mô tuyến vẩy nhưng mà chúng ta gợi ý là tuyến vẩy thôi, còn cái chẩn đoán cuối cùng sẽ là trên bệnh phẩm sau mổ. Đối với cái trường hợp không nhỏ với tế bào hình thoi hoặc tế bào khổng lồ thì nó đề cập đến ung thư biểu mô tuyến hoặc vẩy và cái nhận xét này có thể là gợi ý cho một cái ung thư đa hình và tuy nhiên là cái chẩn đoán đa hình chỉ được đưa ra ở trên bệnh phẩm phẫu thuật. Về ung thư biểu mô tuyến thì chúng ta đều biết rằng là đây vào từng tích một cụ thể một thì đối với ung thư biểu mô tuyến thì thứ nhất một là cái tiêu chuẩn chẩn đoán về hình thái thể hiện đầy đủ thì có biến hóa tuyến và chất dày. Thứ hai là chẩn đoán về hình thái mà không thể hiện rõ ràng thì trên hóa mô miễn dịch nó bộc lộ các cái dấu ấn TTM1, natrin, CK7 và nếu các cái dấu ấn này dương tính thì chúng ta chẩn đoán nó là ung thư tuyến và nếu mà âm tính thì chúng ta nhôm tiếp với các cái dấu ấn của ung thư biểu mô vậy và nếu như nó dương tính thì chẩn đoán là vậy còn nếu nó âm tính thì chúng ta buộc phải chẩn đoán sang nhóm ung thư không nhỏ và không có ghi chú gì thêm. Với các cái hình thái lepidic chủng nang thì chúng ta là những cái tính đặc biệt của ung thư biểu mô tuyến có thể được ghi nhận đấy. Và các đặc điểm trong mẫu tế bào học của ung thư biểu mô tuyến bao gồm bởi vì đối với cái mẫu tế bào học thì chúng ta lưu ý rằng là để chẩn đoán một định tiếp ung thư là khó và đây là những cái dấu hiệu nó gợi ý ung thư biểu mô tuyến thì thứ nhất một là có cái cấu trúc nhú hoặc giả nhú, cấu trúc 3D hoặc là hình dạng giống như tổ ong trong các cái ung thư chia nhảy thì ở trên tuyến đồ tế bào học nó gợi ý cho chúng ta là đấy ung thư biểu mô tuyến. Đây là những cái hình ảnh của trong cái cuốn sách của Tổ chức Y tế Thế giới chúng tôi cũng không thêm vào. Đấy, thì đây là hai cái hình ảnh mà chúng ta chẩn trên các mảnh sinh tế nhỏ đối với cái mẫu thứ nhất là mẫu trên sinh tiết nói kim thì cái này ở trên cho chúng ta thấy rằng là ở bên này chúng ta thấy là các cái cấu trúc nhú đấy, các cái cấu trúc nhú và ở bên này thì chúng ta có thể thấy được các cái cấu trúc vi nhú ở bên hình ảnh bên này cũng là sinh tiết nói kim thì chúng ta thấy rằng là ở cái hình ảnh này thì chúng ta thấy một số các cái phế nang vẫn được bảo tồn còn bên này thì chúng ta thấy cái cấu trúc trùng nang nó khá phổ biến và như vậy thì đối với cái trường hợp này sinh tiết này chúng ta cũng đủ điều kiện để khẩn thận đoán là một cái ung thư biểu mô tuyến tiếp trùng nang, cái này tiếp nhú và cái này là vi nhú. Đây là một cái hình ảnh của một cái ung thư biểu mô tuyến nhầy xâm nhập trên sinh tiết kim thì đây là cái hai cái hình ảnh ở độ phóng đại khác nhau thôi thì ở cái độ phóng đại lớn thì chúng ta thấy các cái đặc điểm với các tế bào mô chế nhảy ở cực ngọn và nhân thì chui về phía cực đáy. Còn đây là cái dạng keo, nang keo thì chúng ta thấy rằng là cái này nó khá điển hình và chúng ta có thể thấy được là các cái tế bào nó trôi nổi ở trong những cái bể chất nhảy. Với ung thư biểu mô vẩy thì đối với cái ung thư biểu mô vẩy thì cái biến hóa vẩy được thể hiện ở ba cái đặc điểm, một là sưng hóa hoặc là các hạt chai sưng và cầu nối giữa các tế bào và trong những cái tiêu chí này thì sưng hóa là một cái tiêu chí hết sức quan trọng. Đấy. Thì đây là một cái giúp chúng ta có thể xác định được đấy, có phải là ung thư biểu mô vẩy hay không. Đối với các cái tuyến đồ tế bào học thì cái ung thư biểu vẩy có các cái tế bào tròn cầu dục và ranh giới tế bào rõ ràng và có nhiều những cái tế bào hình nòng nọc và chúng ta có thường thấy một nhân nằm ở trung tâm tăng sắc và cái chất nhiễm sắc thì rất dày đặc đồng nhất. Đấy. Và cái đối với trường hợp sưng hóa thì cái bào tương của nó sẽ có bầu cam.
có điểm chú ý là nếu mà có cầu nối tan bào hoặc cầu sưng thì chúng ta chẩn đoán là vậy, và các tiêu chuẩn về chẩn đoán hình thái không rõ ràng thì chúng ta xét nghiệm hóa môn miễn dịch đối với tế bào bệnh nó sẽ dương tính với các tế bào từ 40 V/5/6 và âm tính với TTM1. Trường hợp dương tính với một dấu ấn tế bào bệnh với ít nhất ở mức trung bình hoặc lan tỏa trên một tiêu bản và một dấu ấn ung thư biểu mô tuyến và hoặc chất nhảy âm tính được xếp loại là ung thư biểu mô không tế bào nhỏ và ưu thế tế bào bệnh. Và nếu cả TTM1 và PD1 đều âm tính trên cái ung thiếu hình thái của bệnh và tuyến nhuộm sưng hóa thì sẽ giúp xác định, và nếu chất sừng âm tính thì cần nhuộm nhiều hơn, ví dụ như là M100 CD45 hoặc CD31 để loại trừ ung thư khác giống ung thư mô như là lympho hoặc là melanom. Đấy là cái lưu ý. Đây là hình thái của ung thư biểu mô vậy ở trên sinh thiết kim, chúng ta có thể thấy rất dễ, chúng cái này chẩn đoán là rất dễ là bởi vì chúng ta thấy qua các cái cầu sưng. Thì đối với những cái trường hợp này mà sử dụng tiến độ tế bào học thì chúng ta sẽ thấy cái bảo tương của tế bào có màu cam, vàng tươi hoặc đỏ trên các cái mô mà quan quan cho là ung thư biểu mô không nhỏ đấy, và thiên về ung thư biểu mô tuyến thì chúng ta thấy rằng ở trên cái hình ảnh này trong sách Tổ chức Y tế Thế giới có 3 cái minh họa. Cái minh họa thứ nhất là cái hình ảnh này thì gồm các cấu trúc đơn thuần là các tế bào ác tính mà không rõ tuyến nào vậy. Cái thứ hai là cái kỹ thuật nhuộm chất nhầy, có nhuộm chất nhầy thì có dương tính. Và thứ ba nữa là trên tiến độ tế bào thì thấy là các tế bào ung sắp xếp quanh một lòng ống có cái chất trên này nội vào. Thì chúng ta với ba cái đặc điểm như thế này, có thể là trên mô, có thể là trên tế bào và nhuộm chất nhầy như thế này, thì chúng ta xếp nó vào tiếp ung thư biểu mô không tế bào nhỏ và thiên về ung thư biểu mô tuyến. Đối với trường hợp tiếp theo có hai cái hình ảnh minh họa là ở đây là cho thấy cái cấu trúc đặc solid đấy với bảo tương hư toan và cầu nối tan bào gỡ rõ hình thái của bệnh. Tuy nhiên là khi nhuộm hóa môn miễn dịch thì nó không dương tính với các dấu ấn của bệnh, nó lại dương tính với TTM1, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chẩn đoán là ung thư biểu mô không tế bào nhỏ thiên về biểu mô tuyến hoặc là ung thư biểu mô tuyến đặc có hình thái giả ung thư biểu mô vậy trong sinh thiết kim. Ung thư biểu mô không tế bào nhỏ và thiên về ung thư biểu mô vậy thì có hai cái hình ảnh minh họa. Thứ nhất một là ở đây là trên cái sinh thiết gồm các tế bào ung thư sắp xếp thành cấu trúc đặc không rõ, không có đặc điểm của bệnh hoặc của tuyến nhưng mà nhuộm dương tính lan tỏa với P40 thì chúng ta xếp vào ung thư biểu mô không tế bào nhỏ và ung thư biểu mô tế bào vậy. Cái này tôi thiếu chữ thiên về thì cái lưu ý là trong các cái ung thư biểu mô biến hóa kém thì có tăng đặc, thì nếu ung thư dương tính với P40 nhưng âm tính với TTM1 thì chẩn đoán nên ghi là ung thư không tế bào nhỏ và ưu tiên hay là thiên về tế bào vậy. P40 là một cái dấu ấn chỉ điểm tế bào vậy được ưa thích, vì thế vì P3 có thể dương tính ở khoảng 30% với các ung thư biểu mô tuyến phổ. Do đó, nếu một cụ biểu hiện cả P63 và TTM1 ở cùng một tế bào u thì nên được phân loại là thiên về tế bào tuyến. Cái này thì tôi cũng không rõ, tất cả các bạn đồng nghiệp mà đã từng chẩn đoán ung thư phổi thì có bị khúc mắc về vấn đề này không? Nhưng mà thực tế thì tôi thấy là có nhiều các bạn có gọi hỏi tôi là cái này theo em mà nó là vậy bởi vì nó dương tính với P63. Thì cái này thì phải nhắc lại là P63 nó dương tính thậm chí tới 30% trong trường hợp ung thư biểu mô tuyến, và vì có đến 20% ung thư biểu mô tuyến âm tính với TTM1 nên cái tế bào ung thư biểu hiện P3 có thể bị phân loại nhầm thành ung thư biểu mô vậy. Tôi nhắc lại là P3 không hẳn là đặc hiệu cho vậy đấy, vì nó gặp trong 1/3 ung thư biểu mô tuyến nhưng mà 20% ung thư tuyến là âm tính với TTM1 và vì thế cho nên nó có một cái khoảng overlap chồng lên và như vậy thì chúng ta có thể bị chẩn đoán nhầm đấy. Và như vậy trong trường hợp ấy thì chúng ta không sử dụng nhuộm P63 cho tốn tiền mà chúng ta nhuộm luôn P40 và nếu P40 dương tính thì chúng ta xếp vào bệnh, còn nếu thiên về bệnh, còn nếu P40 âm tính thì chúng ta xếp thiên về tuyến.
Đây là ung thư không nhỏ với hình thái hình coi và hoặc tế bào khổng lồ. Thì cái hình ảnh minh họa gồm có hai cái, một cái mô và một cái HE và một cái hormone miễn dịch. Thì đối với cái hình ảnh này thì trên HE cho chúng ta thấy một cái mảnh chi tiết mà gồm chủ yếu là các tế bào hình thoi bất thường ác tính, và trên luồng hormone miễn dịch chúng ta lại thấy dương tính với TDM1. Thì trong trường hợp này thì chúng ta chẩn đoán là ung thư biểu mô không phải tế bào nhỏ, thiên về, tôi biết sai rồi, đó chính xác thiên về ung thư biểu mô tuyến với hình thái tế bào hình thoi. Cái chẩn đoán sẽ kết luận sẽ kết thúc ở đây. Đấy, có mấy cái lưu ý. Thứ nhất, một là ung thư biểu mô đa hình thì không được chẩn đoán trên mẫu trình tiết nhỏ hoặc tế bào học, cái này nhắc lại rồi. Vì tại sao? Vì nó cần, nó giống như chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến 7, nó cần tới 10% cái số lượng của tế bào hình thoi hoặc là tế bào khổng lồ ở trên cái mẫu trình tiết, mà trình tiết nhỏ thì không đạt được cái đó. Cái thứ hai nữa là trên trình tiết nhỏ tế bào học thì ung thư không nhỏ, hình thoi có thể đưa ra nhận xét. Đấy, có khả năng là đây là đại diện cho ung thư đa hình. Cái sự bộc lộ TDM1 ngay kể cả khi có ổ nhỏ sẽ thiên về ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa. Đấy, và nó cũng xác định luôn, hỗ trợ luôn là ung thư biểu mô tuyến của phổi, tức là xác định nguyên mạch. Việc chẩn đoán các ung nguyên vào phổi hoặc sarcoma rất là khó trên trình tiết nhỏ hoặc tế bào học. Tuy nhiên, nếu cả hai thành phần tuyến và sarcoma với hình thái thích hợp thu được trên bệnh phẩm thì có thể ghi nhận cái chẩn đoán này. Tức là nếu biết thì cũng không sai, nếu có chẩn đoán cũng không sai. Với ung thư tế bào nhỏ thì đây là một cái nhóm tách bạch với không nhỏ. Cái phân loại chia nhóm này được thực hành từ năm 1980 bởi Viện Bệnh học Hải quân Hoa Kỳ. Lúc đó người ta đưa ra hai khái niệm nhỏ và không nhỏ. Thì vì sự khác biệt là nhỏ thì không có phẫu trị và chỉ có hóa giải trị, và ngược lại thì đối với cái không nhỏ thì cái giải pháp đầu tay là phẫu trị, và cái tiên lượng thì nó rất là khác nhau. Thì đối với nói chung, cái chẩn đoán ung thư tế bào nhỏ là một cái ác tính. Đấy, nó đại diện bởi hình thái là các tế bào u nhỏ, tức là tương ứng với khoảng kích thước khoảng 3 lên của bàn công lại, nó lan tỏa. Nó khác với các ung thư khác là hạt nhân không có hoặc là rất khó thấy, chất nhiễm sắc mít chứ không thô. Đấy, bào tương thì rất hẹp. Đấy, tế bào thì phân tán. Đấy, và gây ra ngoại tử rộng, gây ra ngoại tử rộng, và cái điểm cuối cùng là gần như không có phản ứng viêm. Thì đấy là cái điểm quan trọng. Bên cạnh đó thì cái chỉ số nhân chia rất là cao. Đấy, thực ra trong sách viết là 70/200 nhân chia trên 10 vi trường độ phóng đại lớn, nhưng trên thực hành tôi chẳng thấy được như thế đâu. Đấy, có thôi chứ còn nó không nhiều đến mức như thế. Đấy, thì và cái điểm cuối cùng là trong bào tương của các tế bào này phải chứa các hạt thần kinh, và những hạt này nó sẽ dương tính với dấu ấn synaptophysin, chomocranin sai chữ N cuối cùng, và CD56. Trong ba cái dấu ấn này người ta tính đến là cả NSE, nhưng mà các bạn lưu ý rằng NSE là dương tính với cả tế bào bình thường đấy, cho nên người ta không lựa chọn vào đây. Trong ba cái dấu ấn này CD56 được xếp sau cùng bởi vì nó không đặc biệt, nó rất dễ nhuộm và rất dễ bộc lộ nhưng mà nó không đặc hiệu lắm. Đây là cái một cái hình ảnh, đây là cái hạch rốn phổi khi khăn của ung thư tế bào nhỏ. Đây là các tế bào nhỏ, đây là vùng hoại tử và đây là nhuộm với synaptophysin. Ung thư không nhỏ với đặc điểm ung thư tế bào lớn thần kinh nội tiết thì đây là một cái thách thức để chẩn đoán, và dựa trên các chi tiết nhỏ hoặc là tế bào học yêu cầu là đáp ứng hình thái thần kinh nội tiết mà khó có thể xác định ở trên các chi tiết nhỏ. Và vì thế cho nên là cái hình thái bao gồm có, tức là xếp hàng rào hoạt động ngoại vi, hình thái tổ chức hóa hoặc là thống hình hòa hợp. Đấy, có sách viết là ribosomal hoặc là pseudorhizoid tùy. Đấy, và những cái hình thái thần kinh này nếu không có thì không khuyến cáo thực hiện các nhuộm dấu ấn thần kinh nội tiết. Cái này thì chúng ta đôi khi chúng ta làm giúp không có chúng ta vẫn nhuộm. Đối với cái chẩn đoán ung thư tế bào lớn thần kinh nội tiết thì ngay cả các chi tiết nhỏ yêu cầu cả hình thái thần kinh nội tiết và các dấu ấn hormone dương tính.
với những trường hợp mà không có hình thái thần kinh nội tiết thì việc biểu hiện tương tự các cơ quan hormone thần kinh nội tiết chưa được xác định rõ về ý nghĩa lâm sàng. Tôi nhắc lại là đối với những trường hợp tế bào lớn thần kinh nội tiết mà không có về mặt HE, không có hình thái thần kinh nội tiết nhưng lại dương tính với các cơ quan thần kinh nội tiết thì người ta cũng khuyến cáo rằng những cái đó, cái ý nghĩa của nó về lâm sàng là chưa rõ. Đây là cái mẫu phiếu kết quả. Đấy. Ờ, cái này có lẽ là người ta cũng đưa ra để thống nhất trong tất cả các nhà trả quay. Nên có một cái mẫu chẩn đoán. Thứ nhất một là chẩn đoán mô bệnh học và tế bào theo phân loại của U năm 2021. Thứ hai là ghi nhận cái kết quả dùng hormone miễn dịch hoặc chất nhầy. Thứ ba là nhận xét về chẩn đoán phân biệt khi cần thiết và đưa ra, nêu ra các bệnh phẩm có thể sử dụng thêm để làm xét nghiệm. Chúng ta có thể là có một lớp, có thể là có nhiều hơn một lớp thì chúng ta đưa ra để giúp chúng ta phải ghi rõ là trên cái lớp này. Có lẽ là toàn bộ cái phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý thầy cô, các anh chị, các bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bài báo cáo của phó giáo sư Lê Trung Thọ. Thì thật ra khi mình đọc cái tựa đề cái bài báo cáo của giáo sư Lê Trung Thọ thì mình thấy là phân loại của tổ chức y tế thế giới của phổi năm 2021, nhưng mà thực ra ở đây chúng ta nhận được một cái bài báo cáo thiên về phân loại, xong rồi nói về cái kinh nghiệm bao nhiêu năm của thầy ở đây, là thầy đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về nó và cũng như một cái cách chẩn đoán toàn bộ những cái loại ung thư phổi và tất cả những cái kinh nghiệm của thầy đã đưa ra, ngay cả một cái phiếu trả lời kết quả thầy cũng đã cho chúng ta thấy. Thì một lần nữa xin cảm ơn bài báo cáo của giáo sư Lê Trung Thọ.